bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you. Quá khứ không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tôi mỗi người. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một video cắt tỉa kiểu tóc mới nhất theo phong cách của Karik trong MV Người Lạ Ơi. Và bên cạnh mình đây là anh Việt Anh. Chào mọi người, mình là Việt Anh. Hôm nay mình rất là hào hứng với kiểu tóc của Karik. Mong rằng kiểu tóc này sẽ hợp với mình trong ngày hôm nay. Ok, và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thay đổi của anh Việt Anh nhé. Hôm nay thì anh đến với 30 size, hôm nay anh sẽ tạo kiểu cho em nhé. Em tên là Lâm. Thì hôm nay anh với cái mong muốn kiểu tóc mà của Karik trong MV mới nhất ấy, thì hai bên xung quanh nó sẽ cắt hơi sát lên, cả mái nó sẽ được vuốt bầm ngược về đằng sau. Và em sẽ tông cho anh một chút màu để nó giống cả màu của Karik ở trong cái MV mới nhất. In a run bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, every you know. So you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold.